trường này thôi. Thì đang có thấy có một chút tín hiệu thôi. Còn tiềm năng về phía trước thì chắc là cũng có thể phát triển hơn, nhưng mà cần thời gian với cả cần nỗ lực của mọi người. Khánh thì sao? Đợt gần đây chạy thì em thấy là số rẻ với cả tỷ lệ chốt cũng cao với những sản phẩm mình test trước đây. Còn đang hơn Photoshop. À hơn mấy sản phẩm Lulim nữa à, Photoshop. Ok. Còn hồi yêu thế. Còn đi nào? Em thấy thì trường này khá là xanh, nói chung là có một cái khó khăn là ví dụ như cái đài nguyên kiểu thế này nó không được dồi dào ở bên Lulim thôi, còn ở bên Sách Trà thôi. Em thấy sản phẩm khá là tốt. Yeah. Cũng dễ dàng. Khó khăn về tài nguyên à? Vâng, khó khăn về tài nguyên. Về tài nguyên em cần gì? Tài nguyên thì tại vì nó bên này nó chạy toàn quảng cáo kiểu không, kiểu nó đánh thẳng vào nỗi đau, nhưng mà mình không có cái diễn viên, mình toàn phải đi đến mạng người đi cười đồ xì toàn phải đến mạng người đi có nhận cái kiểu đến đây xong về gặp bọn em có đề xuất nào với anh về việc trường đi ai chưa chị ạ, tại vì em thấy là mới có đại tư mà chưa làm nói mãi, nên là nếu mà để mà một thời gian nếu mà có nhiều đơn thì khả năng để book KOC là KOC diện cho chính là các bạn marketing nên chủ động về cái việc về tài nguyên nhé. Vâng. Bởi vì là tài nguyên này thì nó sẽ cho với tất cả các chi nhánh hiện tại đang đánh, hiện tại chị đang thấy có 7 chi nhánh đang đánh về Calypso. Và hiện tại thì sẽ không còn cái chi nhánh nào là Calypso nữa, và con tài nguyên này sẽ share ra tất cả các chi nhánh khác để mục và sử dụng giống nhau. Nên là nếu như mọi người cảm thấy thiếu về tài nguyên thì mọi người sẽ tập trung vào cái phần tài nguyên đó cho chị với Huy. Hôm nay chị ngồi chị muốn chia sẻ lại với các bạn một chút về tình hình kinh doanh.